Đây, trong video này mình sẽ giới thiệu một cái mẫu mạch loa kéo mới, một cái mẫu mạch loa kéo 3 tấc đôi chuyên cho keo cơ và guitar điện. Mẫu mạch này cực kỳ ấn tượng. Ok chưa? Đây, phần Bluetooth. Thế hệ mới ha, Bluetooth thế hệ mới. Thế hệ mới. Khi mình cấp điện vô thì mấy cái đèn này nó sẽ sáng. Nhìn hấp dẫn lắm, ấn tượng lắm ha. Rồi. Cái phần music có von, treble, middle, bass. Lúc này tăng cường thêm một cái nút middle. Phần chỉnh cao cơ thì đầy đủ các nút mid von, mid bass, mid treble, echo, mid delay. Và qua đây là phần chỉnh guitar điện. Phần chỉnh guitar điện có guitar von, guitar treble, guitar bass. Chỉnh ấn tượng lắm ha. Hai cổng guitar, hai cổng micro. Đây, ở đây một cái cổng Fiber Cao. Là cổng dây.